Giáp nữa à? Review ăn cả bán sản phẩm luôn nhé. Cái này là gọi là ăn ngựa sống đấy. Ngựa sống luôn. Ngựa sống đấy. Ở Mộc Châu, không mấy ai không biết thương hiệu Quyết Xuôi. Với nhà hàng chuyên châu đầu tiên đất Mộc, với gia đình có đến 9 anh em là chủ của 9 nhà hàng khác nhau. Mới đây, Quyết Xuôi đã triển khai sâu thêm món ngựa đủ món với thương hiệu Quyết Hói ở ngay gần khách sạn Mường Thanh Mộc Châu. Dưới đây là một mâm ngựa đủ món và thắng cố Mộc Châu chứ danh. Mời anh chị em cùng thưởng thức. Đầu tiên là ngựa tươi xào với rau rừng. Ngựa tươi được ướp chút gia vị và xào tái trên lửa to cùng với một số loại rau gia vị đặc trưng của miền núi. Món này ăn nóng rất là thơm và dậy mùi hấp dẫn. Thứ đến là ngựa nướng tảng. Miếng thịt tươi chọn chỗ đẹp, vuông vắn, nhiều nạc, ướp mắc khén và các gia vị cho thơm, rồi đặt trên than hồng nướng trong vài phút. Thịt ngựa chín vàng đẹp bên ngoài và hơi hồng nhẹ trong lõi. Khi ăn không khô mà ngọt mềm, cuốn với rau rừng, chấm với chẩm chéo, ngon ngất ngây. Thứ ba là lạp ngựa. Lạp là phong cách ăn đồ tái của người Thái bản địa. Thịt tươi sống được thái mỏng, trộn gia vị và nước măng chua cho chín tái. Sau đó cuốn thêm với các loại rau. Nó vừa ngọt mềm mát, nó pha chút cay cay của ớt, tỏi và các gia vị cay nóng khác. Ngon nhưng không phải ai cũng dám ăn. Thứ tư là thắng cố, hay gọi là lẩu ngựa cũng được. Vì nó là tổng hợp của nước xương hầm ngậy ngọt, với nội tạng của ngựa giòn tan, với thịt ngựa ngọt mát và các loại rau gia vị Tây Bắc. Trong đó không thể thiếu là lá thắng cố nhìn như cây hành này. Loại lá này cùng với quế, hồi, thảo quả và nhiều gia vị khác được cho vào hầm trong chảo lớn. Và khi ăn, người ta bắt đầu san ra bát hoặc là các nồi nhỏ hơn. Mọi người có thể nhúng thêm với lại thịt ngựa tươi hoặc các loại rau gia vị khác. Nói chung món này dễ ăn, ai cũng có thể ăn được. Theo y học, ngựa là món ăn giàu dinh dưỡng và có tác dụng tăng cường sức khỏe cho mọi người. Do đó cũng không nên ăn quá nhiều, một tuần chỉ nên ăn một lần. Và khi ăn thì nhớ ghé Quyết Xuôi